chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thương Mùi Nhật Bãi. Trong buổi tối ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với tất cả các cô dì chú bác và các anh chị một em bếp ga mặt men nha cả nhà. Một em bếp ga mặt men đa chức năng nha cả nhà. Em này thì là đầy đủ các chức năng chiên rán, nấu cơm, nấu cháo đấy ạ. Chiên rán, nấu cơm, nấu cháo. Bên bếp phải là có nút tắt cảm biến 3 giây. Hẹn giờ ba bếp luôn nha cả nhà. Hẹn giờ bếp trái, hẹn giờ bếp phải và lò nướng ạ. Sau đây em sẽ quay tổng quan cho cả nhà xem nhé. Em này màu xám nha cả nhà. Đây ạ. Một em bếp ga mặt men rất là đẹp. Cái này mình xước một xíu thôi nhưng mà không sai. Kiềng là bằng thép không dỉ nha cả nhà. Các anh chị lấy ra lau chùi rất là dễ. Lau chùi vệ sinh sau khi mình nấu chiên rán dầu mỡ đấy, rất là dễ. Đây là cục chia lửa bằng đồng ạ. Rất là đậm tay. Cảm biến. Cảm biến nó đo nhiệt độ dưới đáy nồi. Với em này thì em bán với giá là 2,6 triệu nha các bác. Dạ đây ạ. Sau đây em sẽ test từng chức năng cho cả nhà xem theo dõi nhé. Đây, nút đề đánh lửa rất là nhanh, rất là đều. Lửa rất là xanh đấy ạ. Đây là bếp phải đấy ạ. Lửa rất là xanh nha các bác. Các bác xem được video thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký ạ. Em có thêm động lực tìm những em bếp vừa chất lượng mà giá cả lại hợp lý để gửi tới tất cả các cô dì chú bác, các anh chị trên mọi miền tổ quốc. Đây, em sẽ test cho cả nhà xem nhé. Đây là chế độ chiên rán nha cả nhà. Đây là nấu cơm ạ, nấu cháo ạ. Mình khi nào mình cần nấu cơm, nấu cháo hoặc là mình muốn ninh đấy thì mình ấn vào đây, khi nào xong thì nó sẽ tự động tắt bếp và mình không cần phải thêm một thao tác nào nữa đâu. Đây là phím 3S nha cả nhà. Khi nào mình muốn tắt cảm biến này thì mình ấn và giữ 3 giây giúp em. Khi nào cái đèn nó sáng lên đây ạ, đã tắt cảm biến rồi nha cả nhà. Rất là thông minh. Rồi, đây là hẹn giờ cả nhà nhá. Đây hẹn giờ bếp phải. Đây là hẹn giờ bếp trái. Đây ạ. Đây là mình có thể điều chỉnh thời gian. Cái phần hẹn giờ này nó rất là tiện. Bây giờ em sẽ hẹn giờ bếp trái đi. Hẹn giờ bếp trái 1 phút đi. Để mình xem cái phần tự động tắt bếp sau khi hết hẹn giờ là sẽ như thế nào cả nhà nhá. Sẽ tắt bếp bên phải đi. Hẹn giờ này nó có rất là lợi tiện. Đó là ví dụ như trong trường hợp mà mình luộc gà này thì mình có thể hẹn 30 hoặc là 20 phút. Đấy, tùy vào cái nhu cầu của mình. Thì sau khi hết thời gian đấy bếp sẽ tự động tắt. Mình sẽ không sợ là bị quên. Đấy. Không sợ gà nó bị nhũn hoặc là gà nó chưa chín. Mình căn thời gian để mình luộc. Đấy, khi mà đồng hồ còn 30 giây thì bếp sẽ báo và bắt đầu đếm ngược nha các anh chị, cô dì chú bác. Rất là thông minh. Lửa rất là xanh đẹp. Rồi, sau đây em sẽ tắt lửa cho cả nhà xem nhé. Đã tự động khóa ga sau khi tắt bếp nha cả nhà. Đây ạ, bếp em vẫn đang còn bật đây ạ. Giờ em sẽ tắt bếp này. Rất là thông minh. Việc mình sử dụng bếp ga này thì nó rất là an toàn. Những gia đình mà có người già, trẻ nhỏ hoặc là phụ nữ sau sinh hay quên ấy, khi nào mà mình kho cá hoặc là mình đun sôi nước mà mình quên ấy, thì là bếp sẽ tự động tắt khi mà cạn nước, hoặc là khi mình nấu canh cua chẳng hạn nó bị trào ra thì bếp cũng sẽ tự động tắt bếp và khóa ga nha cả nhà. Sau khi tắt bếp thì khoảng tầm 10 giây thì là sẽ khóa ga luôn ạ. Đây ạ. Điểm ưu việt của chiếc bếp Nhật là nó có cái cảm biến đây nha cả nhà, cảm biến đáy nồi đấy ạ. Khi mà mình đun cá mình để bị cạn nước này thì nhiệt độ dưới đáy nồi nó sẽ tăng lên bất thường, thì nhiệm vụ của chiếc cảm biến này là sẽ báo đến IC
là tự động tắt bếp, khóa ga. Đấy, rất là thông minh. Đấy, một em bếp ga men, mặt men. Rất là dễ lau chùi, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Tiếp theo thì em sẽ cho cả nhà đi tham quan cái lò nướng nhé. Em làm lò nướng 2 tầng cả nhà. Đây ạ, lò nướng còn rất là mới, khá là mới đây ạ. Đây là phía trong của lò nướng cả nhà. Em sẽ test lượng lò nướng cả nhà xem nhé. Khi mà bật lò nướng ấy thì các bác để ý là giữ giúp em tầm 2 đến 3 giây nhé. Tại vì cái mặt tiếp xúc của nó rộng, nên là mình giữ để cho lửa nó đánh được đều hơn. 2 tầng lửa nha cả nhà, giúp mình nướng đồ ăn nó sẽ được nhanh và ngon hơn so với là bếp 1 tầng lửa. Đây, thời gian thì mình sẽ có thể hẹn giờ đây ạ, cũng không cần phải canh đâu. Tối đa được 15 phút các bác nhá. Đây, em bật lên rồi nên nó chỉ còn 14 phút thôi. Đây, mình tăng giảm thời gian thì tùy vào cái nhu cầu của mình thôi ạ. Trên này là cần điều chỉnh lửa to lửa nhỏ nha cả nhà. Đây, bếp 2 tầng lửa rất là tiện các bác ạ. Thì các bạn là trong gia đình mà có trẻ em thì các bạn ấy thích ăn đồ nướng thì là mình không cần phải nhóm than, không phải làm gì cả, mình cứ bỏ vào bếp và mình nướng thôi. Rất là tiện. Lúc vệ sinh lau chùi thì cũng rất là dễ cả nhà nhá. Lấy vào lấy ra cũng rất là dễ. Em sẽ tắt bếp đi. Em sẽ quay lại cho cả nhà xem nhé. Em này em bán với giá là 2,7 triệu đấy, nhưng mà hôm nay là ngày mùng 1, bác nào mua thì em sẽ để giá là 2,6 triệu cả nhà nhé. Một em bếp ga đa chức năng, đa đồng hồ hẹn giờ. Chỗ này không sao hết, nó bị một chút xíu thôi. Rồi, cả nhà xem được video thấy em bếp này à đẹp thì cho em xin một like, một nốt đăng ký cả nhà nhé. Rồi, hẹn mọi người ở những video tiếp theo ạ.